chào quý vị. Có thể nói rằng thành phố mà chúng ta đang sống là nơi hội tụ rất nhiều tinh hoa ẩm thực. Không chỉ có những nền ẩm thực đến từ các nước nổi tiếng trên thế giới như là Nhật, Pháp, Ý, mà còn có sự góp mặt của các nước láng giềng ở Việt Nam như là Lào, Campuchia, Thái Lan. Và nếu quý vị và các bạn là người đam mê ẩm thực và thích tìm kiếm thì chắc chắn các bạn sẽ còn biết thêm nhiều món ăn nữa đến từ các nước trên thế giới. Và ngày hôm nay, Mỹ Nhật muốn dành một sự gợi ý cho những ai thích khám phá ẩm thực. Xin mời quý vị. Trong con hẻm nhỏ của đường Lê Văn Sĩ, nhà vàng Nam Mỹ nổi bật với tông màu vàng, đúng với cái tên của nó. Bước vào bên trong, thực khách không khỏi ngỡ ngàng trước một không gian sặc sỡ nhưng vô cùng thanh lịch và ấm cúng. Bạn có thể chọn cho mình nhiều góc ngồi phù hợp, ngoài trời, trong nhà, với bàn cao hay trên lầu với kiểu ngồi bệt, chính là những chiếc đèn ngộ nghĩnh được làm từ lồng chim, chuồng gà đã tạo cho nhà hàng một điểm nhấn vô cùng đặc sắc. Từ nãy giờ đợi anh Sĩ thì Nhật cũng có nghiên cứu thực đơn và chọn được món là T-bone nướng Nam Mỹ rồi. Còn những cái món đặc trưng khác thì Nhật chưa biết, anh giới thiệu giúp Nhật nha. Ở đây nhà hàng của Nam Mỹ của chúng tôi thì có những cái món cơm Tây Ban Nha, rồi một số món salad và món tôm hùm salad, rồi những món trái cây tráng miệng rất là phong phú. Vậy anh cho Nhật thưởng thức qua những cái món đặc trưng của nhà hàng nha. Dạ, cảm ơn anh. Trong khi mình chờ đợi những cái món ăn lên đó, thì Nhật muốn hỏi anh một vài cái thông tin liên quan đến các món ăn Nam Mỹ. Là những cái đặc trưng của món ăn Nam Mỹ là gì ạ? Những cái đặc trưng của Nam Mỹ thì cái hương vị và cái gia vị nó thuộc vùng nhiệt đới, nên vị cay, vị nồng thì nó cũng gần giống như là cái gia vị và hương vị của người Việt mình, nên nó rất là ăn rất là phù hợp và ngon. Thì chắc là cũng dễ ăn phải không? Dễ ăn. Dạ. Vì sao nhà hàng mình lại chọn những cái món ăn Nam Mỹ để mà phục vụ cho thực khách vậy anh? Thứ nhất là cũng muốn là để quảng bá những món ăn Nam Mỹ, vì ở Việt Nam mình thì những món ăn châu Âu thì nó đã đại trà hơn. Nên nhà hàng muốn đưa những cái món vùng Nam Mỹ và giới thiệu vùng Nam Mỹ đặc trưng. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ thì mình sẽ chờ món ăn ra. Nhìn thấy trên bàn có rất là nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt mà không biết tên nó là gì, anh có thể giới thiệu sơ cho mình được không? Ở đây mình có món thứ nhất là món trái bơ với lại bào ngư và sốt cà chua xuất xứ Mexico, và món kế tiếp là món tôm hùm với lại rau củ, và cũng là một món salad của Tây Ban Nha. Còn ở đây thì mình có một cái món xào, tức là bào ngư xào với lại rau củ và sốt mễ tây cơ. Kế tiếp thì ở đây là món T-bone. Rồi sau cùng thì đây là một cái món cơm truyền thống của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Quý vị thân mến, không biết quý vị cảm thấy thế nào, còn riêng Mỹ Nhật thì đây là một địa điểm vô cùng độc đáo, thu hút Nhật từ khi bước vào cho đến sau khi kết thúc bữa ăn. Và sự độc đáo đó được kết hợp từ nhiều yếu tố khác nhau, từ phong cách thiết kế của quán cho đến cách trình bày và hương vị tuyệt vời của món ăn. Nhật nghĩ rằng đây là một điểm lý tưởng dành cho những buổi hẹn hò lãng mạn, có phẳng bắt đầu đó một chút hương vị của Nam Mỹ, và hy vọng rằng chương trình này đã mang lại sự gợi ý cho quý vị về những địa điểm ẩm thực cuối tuần. Cảm ơn quý vị.